Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio muốn gửi đến tất cả anh em và các bác ba cái mẫu đầu giải mã âm thanh chuyên sử dụng cho USB. Đấy, cho laptop và cho điện thoại anh em nhé. Đấy, và tại sao hôm nay em để rất là nhiều cái đầu OTG ở đây. Đấy, hay là những cái dây USB. Đấy, thì dạo gần đây thì rất nhiều anh em và các bác thì có hỏi em là cái chức năng USB ở trên mỗi con DAC nó là chức năng gì. Đấy, thì em xin trả lời luôn anh em nhé. Cái cổng USB ở trên con DAC, đấy, tất cả những con có cổng USB này đều là những con cao cấp, đều là những con hỗ trợ tần số lấy mẫu cao nhất lên tới 384 cassette và hỗ trợ cực gọi là giải mã cao nhất luôn anh em nhé. Ví dụ như cái con trên tay em đây là cái con DA750D, con này thì là giải mã 32 bit tần số lấy mẫu của nó lên tới 384 cassette. Con này thì chơi chủ yếu sẽ là chơi bằng USB và cổng optical. Đấy, thì anh em và các bác nào mà đang muốn chơi chuyên nghiệp thì không còn lạ gì nữa rồi. Chơi chuyên nghiệp thì nhiều anh em chơi chuyên nghiệp thì không bao giờ sử dụng những cái cổng 3.5. Đây, chơi chuyên nghiệp thì hầu như là anh em sẽ không sử dụng những cái jack này nữa, mà anh em thay đổi bằng những cái jack như thế này, cái dây USB như thế này. Đấy, cổng ngôi nhà anh em nhé, cái cổng ngôi nhà chuẩn 3.0 bây giờ nó sẽ ra cái tần số lấy mẫu cao nhất. Đấy, đó, thì đây là một con giải mã 30 bit. Thì bây giờ em sẽ lên lần lượt cho anh em. Đầu tiên là một mẫu 24 bit tần số lấy mẫu lên tới 192 cassette, một dòng cao cấp của thằng Zinet anh em nhé. Đây, con này là một con chuyên sử dụng trong USB. Đấy, ngoài ra thì con này có cả cổng optical luôn anh em nhé. Nút set này, con này thì có model sản phẩm là TDA1305DAC. Thấy không ạ? Đây, bên này sẽ có nút power này, khi cắm điện là sẽ có nút power. Và ngoài ra con này sẽ chơi không cần nguồn luôn anh em nhé. Con TDA1305DAC này chơi không cần nguồn luôn. Đấy, chơi bằng USB không cần nguồn luôn, vì nó đã thường nó sẽ là lấy nguồn bằng trực tiếp bằng PC hoặc là điện thoại luôn. Đây, cái sản phẩm đi kèm của con này thì sẽ bao gồm một dây USB của Zinet và một dây quang của Hitachi luôn anh em nhé. Đấy, đây, em sẽ cắm thử luôn cho anh em nhìn này. Đây là chưa có điện đúng không anh em? Em chưa hề cắm điện. Và con này thì có củ adapter bình thường anh em nhé, có củ adapter của nó luôn. Đây, em sẽ chơi thử cho anh em nhìn bằng chơi bằng con này. Em sẽ chơi bằng cổng bằng máy Samsung trước. Đấy, đây, tiện em xin giới thiệu luôn cho anh em và các bác. Cái cổng dây OTG ấy thì sẽ có hai loại, một loại cho iPhone và một loại cho Samsung. Đấy, một loại cho iPhone và một loại cho Samsung nó sẽ như này. Đấy, dây OTG của và hai cái loại này thì đều là của Zinet anh em nhé. Đều là của Zinet hết. Dây của iPhone giá là 201 và dây của Samsung giá là 208. Đấy, rồi em sẽ chơi luôn cho anh em nhìn. Khi mà chúng ta anh nhìn, em chưa thể cắm nguồn vào con DAC luôn mà nó đã tự hiện đèn rồi. Đây, em sẽ bật âm ly lên. Chơi luôn cho anh em thử luôn cho anh em nhìn. Đấy, con này cực kỳ tiện lợi luôn. Rồi, em vừa kết nối xong, giờ bật nhạc luôn cho anh em này. Anh em nhớ là tăng hết volume ở trên điện thoại lên nhé. Đó. Đấy, đã kết nối rồi này. Rút ra là mất ngay. Đúng không ạ? Rút ra là mất ngay. Cắm lại này nghe. Rất là nhạy luôn đúng không ạ? Đó, rất là nhạy luôn. Và con này thì có mức giá là 1.950.000 đồng anh em nhé. Đã được tặng, đã sản phẩm bao gồm một dây quang xịn của Hitachi này, một dây đây gọi là dây USB xịn của Zinet luôn anh em nhé. Đây, nó giá y xì cái dây này anh em này. Đấy, nó là dây này này, dài 2 mét. Dây này thì hiện tại bên đang bán giá 350 anh em ạ.
đã bán lẻ tại cửa hàng. Rồi, tiếp theo một mẫu nữa mà em muốn gửi đến anh bác là một mẫu 32 pin, tần số lấy mẫu lên tới 384 kHz. Con này thì nó sẽ hơn con này ở cái gì? Đây. Đây anh em ạ. Đây. Đấy, đầu tiên là về cái hình thức anh em nhá. Về cái hình thức thì con này nó dài hơn, nhưng mà cái bề ngang này. Đấy. Con này thì nó sẽ dài ngang và con này sẽ dài dọc. Đấy. Và con này cái con ở dưới. Đây, con TD 750 ngay từ đầu em đã giới thiệu cho anh em là một mã giải mã 32 pin, tần số lấy mẫu lên tới 384 kHz, chức năng của nó y xì cái con 1305 kia. Đấy, nhưng mà con này thì có được cái là nó con này có thể chuyển được chế độ. Đấy, chuyển được chế độ này anh em này. Ở đây sẽ có 3 chế độ này. Chế độ USB này, chế độ optical và chế độ AUX. Anh thấy không ạ? Đây, nó có cái chức năng y xì một con dề luôn. Nó có thể in bằng AUX luôn anh em ạ. In bằng hoa sen và A bằng hoa sen này. Đấy, in bằng USB này, in bằng optical này, in bằng hoa sen. Anh em nhớ là có in bằng hoa sen nhá. Vậy là con này có một chức năng của con dề. Đấy, nó có 3 đầu vào liền. Anh em có thể vào ba cái cùng một lúc cũng được và anh em có thể chuyển chế độ ở đây. Đấy, và cái tiếp theo là cái cổng USB của con này hỗ trợ lên tới 384 kHz, giải mã 32 pin. Con này giá của nó là 2,6 triệu anh em nhé. Model sản phẩm là ZN750D, giá là 2,6 triệu. Đấy, anh em nghe không nhầm đâu ạ. Con này hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra được tặng kèm mà một dây USB của Zinet và một dây quang của Hitachi này anh em này, dây nguồn này. Đấy. Rồi. Bây giờ sẽ giới thiệu cho anh em và bác một cái con vừa giải mã 32 pin, vừa có Bluetooth 5.1, có hỗ trợ LDAP và hỗ trợ DSD 256. Vậy là con này vừa hỗ trợ cái USB. Đây, em thấy cái cổng USB của nó là cổng Type-C chuẩn 3.0. Đây đây đây. Cái dây USB của cái con này của nó lại là cổng Type-C anh em nhé. Đấy, USB anh em thấy không ạ? Và cái đầu ra của nó vẫn là ra bằng USB để anh em cắm vào laptop. Đấy, nếu mà anh em và bác muốn chơi bằng điện thoại thì chúng ta phải chơi một trong hai cái cổng, một là iPhone hay là Samsung như này. Đấy thì vừa nãy em đã báo giá rồi. Sợi iPhone là 201 và sợi Samsung là 208 đấy. Em có một cái cổng cái đầu đây. Cái đầu OTG của Samsung này, cái đầu chuyển này của Zinet này, giá là 101 này. Nếu mà anh em và bác nào mà muốn chơi bằng điện thoại Samsung thì cũng có thể mua cái đầu chuyển này về, giá là 101 anh em nhé. Đấy, đây Samsung. Nó bất tiện hơn là cái dây dài này thì anh em tiện hơn. Cái đầu này thì nó chỉ có như thế này thôi. Đấy, cái đầu này của nó chỉ chuyển như thế này thôi anh em ạ. Đấy, thì nó cũng rất là bất tiện. Nếu anh em và các bác nào muốn dài thì chơi cái dây 25 phân kia nó sẽ tiện hơn. Con này thì giá của nó là 2,850,000 đồng, có hỗ trợ Bluetooth anh em nhé. Hỗ trợ Bluetooth dài khoảng tầm 50 mét. Con này thì vừa chuyên Bluetooth này, vừa chuyên USB này, có núm chỉnh volume này. Đấy, đây. Có ao quang luôn anh em nhé. Con này thì nó là một dòng cao cấp rồi. Giải mã 32 pin, 384 kHz, ao bằng 2 cổng. Anh em có thể bắt Bluetooth và ao bằng optical cũng được. Anh em có thể vào bất cứ một trong 3-4 cổng này và ao bằng optical đều được. Đấy, có cái anh em có thể chơi qua một con vàng nữa cũng có thể được luôn. Đấy, DA800 giá là 2,850,000 đồng cho bộ sản phẩm. Đấy, đây. DSD này, DAC là LDAP này, DSD này. Đấy. Đó. Đấy. Ngoài ra anh em và các bác nào mà muốn nâng cấp lên nhá, ba cái mẫu này thì đều được tặng kèm dây quang của Hitachi, được chưa? Anh em và các bác nào muốn nâng cấp lên cái dây quang của Zinet chẳng hạn, đấy, thì bên em cũng hỗ trợ anh em nâng cấp thêm cho em 100,000 nữa. Đây, dây quang của Zinet là dây quang một đầu vuông một đầu thẳng, chưa? Đây, một đầu vuông một đầu thẳng anh em nhé, dài 2 mét, nó dài hơn cái sợi Hitachi. Sợi Hitachi mà anh em được tặng kèm thì giá của nó thì cái độ dài của nó có 1,5 mét thôi. 1,5 mét thôi. Còn sợi này là dài 2 mét mà lại còn một đầu vuông, một đầu thẳng nữa. Đầu vuông này rất tiện lợi cho anh em bác cắm tivi treo tường. Đấy.
Ngoài ra bên em còn hỗ trợ anh em và các bác lấy dây AV anh em nhé. Lấy dây AV của Hitachi, một cặp dây AV của Hitachi dài 1,5 m. Đấy, bình thường bên em đang bán lẻ là 250.000 đồng, nhưng mà khi anh em lấy kèm với cả DAC sẽ được bên em hỗ trợ là 200.000 đồng, được chưa? Đấy, dây AV của Hitachi để anh em cắm xuống âm ly đi ạ. Dây hoa sen này để chúng ta cắm xuống âm ly. Đấy. Đây, ngoài ra thì em có thêm cả những cái dây USB. Cái dây này dây China thôi nhưng mà nó cũng là dây tốt. Nếu mà anh em có lòng muốn mua thêm hay là muốn đấy, thì anh em cũng có thể mua. Dây này thì là dài 1,5 m anh em nhé. Dây dài 1,5 m. Đấy, đây là dây Trung Quốc thôi, nhưng mà cũng dài, xài cũng khá là ok. Đấy, nói chung là không thể so được cả cái dây em tặng anh em được rồi. Dây này dây của Singapore. Đây là dây Z-Net của Singapore. Còn đây là dây Make in China này. Dây này 80.000 đồng một sợi. Em nhé, 80.000 đồng một sợi. Đấy. Con này thì không phải chuẩn bình thường nữa. Con này không phải chuẩn 3.0. Anh em nhìn chuẩn 3.0 thường thì nó sẽ có màu xanh. Đây là anh em này, thường thì nó sẽ có màu xanh như này. Đó, đây. Anh em nhìn kể cả sợi iPhone nó cũng phải màu xanh như này. Con này thì không có. Nói chung là giá thành thì lúc nào cũng đi đôi với cả chất lượng, nên anh em yên chí yên tâm là lúc nào anh em và các bác cũng được gọi là. Và ba cái mẫu sản phẩm này thì bên em đều bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi một đổi mới hoàn toàn anh em nhé. Đấy. Con này thì 1.950.000 này, con này là 2.600.000 này, và con DA800 giá là 2.850.000. Anh em quan tâm mẫu sản phẩm nào hay là cần lấy những cái phụ kiện như đầu OTG, đầu chuyển hay là đầu iPhone, Samsung hay là dây AV hay là dây quang, hãy thì anh em liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio nhé. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.